Khi bạn là dân giang hồ chính gốc nhưng lại đam mê làm cảnh sát ngầm, còn phải hợp tác với nữ cảnh sát mồm như cái loa, giữ như sư tử cái để bắt lão đại của mình, thì sẽ xảy ra những tình huống giờ khóc giờ cười như thế nào? Mời các bạn cùng đón xem siêu phẩm võ thuật Hồng Kông này nhé. Khu chợ sầm uất bậc nhất Hồng Kông do ba băng đảng cùng kiểm soát, thế nhưng không biết từ đâu nhảy ra một người tên Trần Tử Long, anh không quản tốt đàn em, để cho ba thằng đi gây sự ở địa bàn của ba đại ca, lại còn ngu người để họ bắt được, thế nên bây giờ Trần Tử Long phải cùng ngồi đánh màn trượt với họ. Thắng ván này thì đàn em của anh mới được thả, ba đại ca lần lượt ra hết các cây, còn Tử Long vẫn chưa ra được con nào, cứ tưởng kỳ này Tử Long thua chắc thì anh đột nhiên đứng lên, mắng ba đại ca chơi xấu liên thủ lại ăn gian bốc phét, tuy nhiên anh vẫn thắng vì anh có sập sáng chiếu, Mao đại ca xám mặt đành phải giữ lời thả ba thằng ăn trộm đi. Thế nhưng Tử Long phải ở lại thế mạng cho chúng, Tử Long nói hông bé ơi rồi lao vào đấm Mao đại ca. Ở những phút đầu tiên của trận đấu, Mao tỏ ra rất chuyên nghiệp khi liên tục ra đòn phủ đầu Tử Long, đá một phát lủng tường, nhưng để ý kỹ thì Tử Long đều né được mọi đòn đánh của Mao, sau đó anh vật cho hắn một phát, rồi chơi trò vừa bẻ tay vừa cốc đầu mắng bé không ngoan, đại ca chọc sợ đến rơi cả thuốc, Mao vùng dậy thoát khỏi khống chế của Tử Long. Hai người chuyển qua chơi ú à dưới bàn, sau đó lại chơi trò bắt lươn, người thì ra sức lăn lê bò lết, người thì đạp không trúng phát nào. Đại ca Mao tự trượt màn thầu tự ngã, Tử Long nhân cơ hội đó đá một phát yêu vào mặt hắn, sau đó anh kéo chân cho Mao sặc một phát, khiến hắn thốn vô cùng tận, anh túm cổ hắn như vợ túm đầu thằng chồng đi nhậu về khuya, đại ca Mao không cầm cự được bất tỉnh tại chỗ. Cứ tưởng mọi chuyện đến đây là xong, nhưng đại ca chọc nào dễ bỏ qua như thế, ông ta không thèm chơi đẹp nữa, vác hàng ra quyết xử bằng được Tử Long. Tầm này rồi thì trượng nghĩa làm gì nữa, chỉ có chạy mới là thượng sách. Đàn em của anh đã thân tàn ma dại nằm liệt trên đất, đúng lúc này cảnh sát trưởng chạy đến, ông giao chìa khóa xe cho Tử Long trốn trước, còn ba tên này cứ để ông lo. Lý do cảnh trường phải giúp một tên côn đồ là vì tên côn đồ này chính là cảnh sát ngầm mà ông cài vào băng đảng xã hội đen của Trương Mao Hùng để thu thập bằng chứng buôn bán ma túy của bọn chúng. Tử Long xuất thân trong giới giang hồ nhưng đam mê làm cảnh sát, anh không biết tiếng Anh, lại hay dùng nắm đấm xử lý công việc nên có nguy cơ bị đuổi. Cảnh sát trưởng hứa, chỉ cần anh hoàn thành vụ này thì sẽ cho anh trở thành cảnh sát chính, thế nên Tử Long mới mạo hiểm làm nội gián. Mẹ của anh là chị Đại Ami đã hoàn lương, bà có mỗi một đứa con trai là Tử Long, nên dù biết anh là cảnh sát chìm thì vẫn ủng hộ. Đối với bà không có việc gì là nên hay không nên, chỉ cần làm theo lương tâm mách bảo thì ắt sẽ đúng. Tử Long tâm sự với mẹ cả đời này anh chỉ ước hai điều, một là được làm cảnh sát, hai là cùng mẹ xây một căn nhà ven biển an hưởng tuổi già. Mẹ là điểm yếu duy nhất của Tử Long, vậy nên Trương Mao Hùng lấy bà ra để cảnh cáo anh đừng hòng phản bội hắn. Đường kéo sắc lẹm của lão cắt từng lọn tóc của bà, khiến Tử Long vô cùng sốt sắng. Anh giải thích mình đánh Mao và đầu chọc vì chúng gây sự với anh trước. Anh hứa sẽ quản lý tốt đàn em không cho bọn nó đi phá địa bàn của người ta nữa. Nghe vậy Trương Mao Hùng mới chịu thả người để bớt ngượng ngùng. Hắn nở một nụ cười nói nãy giờ chỉ là đùa. Hôm sau lão ta giao cho Tử Long nhiệm vụ đi điều tra Sunny, xem thằng nhóc đó có phản bội không. Sunny từng là đàn em của Tử Long, được anh chỉ cho vài đường cơ bản để né đòn khi bị đối thủ úp sọt. Thế nhưng 3 năm trước, Sunny và đàn em của hắn là Terry có là một cuộc giao dịch với đại ca Khôn. Tên Khôn này nổi tiếng là chó điên, vậy nên Sunny cử đàn em xuống xe thăm dò tình hình trước. Khôn đưa vali tài liệu cho Terry, nguyên tắc là tiền trao cháo múc. Nhưng vali tiền mà Sunny chuẩn bị chỉ toàn là giấy. Terry sợ hãi giải thích mình không biết gì hết, còn Sunny mỉm cười ngồi trong xe nhìn đàn em bị đánh. Mãi một lúc sau anh ta mới vác sẻng xuống pe một thằng, sau đó xử lý nốt những thằng còn lại, thì ra Khôn là chú của Sunny. Cả hai cùng là đàn em của Trương Mao Hùng, nhưng một núi không thể có hai hổ, vậy nên Sunny muốn làm phản, thủ tiêu Khôn để chiếm vali tài liệu của Trương Mao Hùng. Terry không dám giết người, thế là Sunny liền giật lấy sẻng pe một phát là xong, cả hai cùng chung Khôn dưới hố, thỏa thuận sẽ giữ kín bí mật này. Với tình hình hiện tại khả năng bị lộ rất cao, nên Tử Long không muốn tiếp tục làm tay trong cho cảnh sát trưởng nữa, tuy nhiên sự mê hoặc của phù hiệu cảnh sát chính quá cao. Cộng thêm nhiệm vụ lần này cảnh sát trưởng giao cho anh cũng là điều tra về Sunny, vậy nên anh quyết định liều thêm lần nữa. Vì Sunny là tên tội phạm nguy hiểm, vậy nên Tử Long phải hợp tác với cảnh sát đại lục là Phương Tĩnh, nhưng mới ngày đầu gặp mặt, anh đã tán tỉnh vô duyên khiến Phương Tĩnh nổi đóa. Thế là được cô cho vào danh sách những người bị ghét, cách đưa ra kế hoạch hành động của hai người cũng rất khác nhau, vậy nên sơ hở là cả hai khắc khẩu. Tử Long quyết định làm theo cách của mình, vì từng là thầy trò nên anh dễ dàng hẹn gặp Sunny. Sunny giờ đã ở một cương vị khác có băng đảng riêng cho mình, vậy nên không còn kính nể Tử Long, mà xem anh ngang hàng như một người bạn. Hắn biết anh đến đây theo lệnh của Trương Mao Hùng, tuy nhiên hắn không thừa nhận mình phản bội, mà cũng nói thẳng không muốn làm đàn em của Trương Mao Hùng nữa. Tử Long đang thấy nhức nhức cái đầu thì Sunny mời rượu, giang hồ trượng nghĩa thích thể hiện nên anh đòi uống luôn lẩu cay. Thế là uống xong phải kiếm cớ chuồn gấp, anh vừa đi thì một phát đạn bắn xuyên qua đầu đàn em Sunny. Phương Tĩnh canh dưới lầu đã phát hiện ra vị trí của tay bắn tỉa, cô cấp tốc đuổi theo. Trên lầu, Sunny hiểu lầm là người của Tử Long làm nên hô hào đàn em bắt anh, thế là cả trăm tên giang hồ đồng loạt lao vào Tử Long. Anh cố gắng phá vòng vây nhưng chúng đông như kiến, anh tận dụng đồ đạc xung quanh ném vào chúng, rồi chạy vào bếp gọi điện cầu cứu Phương Tĩnh. Nhưng cô không nghe máy vì đang bận truy đuổi tay bắn tỉa, thế là Tử Long đành tự lực cánh sinh, chúng dùng dao, còn anh dùng tay chân kết hợp, vặn cổ từng thằng một. Tên nào lao lên cũng được ăn vài và bạt tai, Tử Long ném một thằng xuống lầu làm đệm để anh nhảy xuống, rồi lên xe bỏ chạy chứ đánh thế nào lại lũ kiến ấy.
Thế nhưng bọn chúng còn có chiêu dùng xe chặn đầu, trước sau đều có hai chiếc ô tô kẹp cứng ngắc, một chiếc từ bên phải lao đến buộc Tự Long phải nhảy khỏi xe, dưới làn mưa lạnh lẽo. Anh đang định sống chết một phen thì Phương Tĩnh xuất hiện, cô xuống xe chạy đến đá cho Sunny một phát, đàn em lao lên trả thù cho đại ca nhưng cũng bị vật không thương tiếc. Cứ thế một đám giang hồ trố mắt nhìn cô gái nhỏ có võ công cao cường. Một lúc sau cảnh sát cũng đến còng tất cả về đồn. Trong phòng thẩm vấn, Sunny nhất quyết không hợp tác với cảnh sát. Họ cũng không đủ bằng chứng để kết tội hắn. Kế hoạch thất bại khiến Tử Long và Phương Tĩnh lại lao vào cãi nhau. Cô thậm chí còn lao vào đấm anh. Đối diện với sư tử cái, Tử Long không dám hó hé. Anh ấm ức lên sân thượng bắt sóng gọi điện cho mẹ. Chỉ có mẹ là người chịu nghe anh kể lể đủ thứ chuyện. Cùng lúc đó trong tòa chung cư cũ, tay sát thủ thực ra là người của đại ca Khôn tìm Sunny để trả thù, nhưng đàn em của hắn vô tình chắn thay một đạn. Sau chuyện này, Tử Long bắt đầu nghiêm túc học bắn súng, thế nhưng không thể bắn trúng Hồng Tâm. Phương Tĩnh nhìn sơ qua là biết vấn đề ở đâu, cô chỉ anh vài thao tác đơn giản. Thế mà anh bắn trúng thật, vậy là hai người làm hòa. Buổi trưa anh và Sunny được Trương Mao Hùng hẹn ra thuyền, lão hẹn cả hai ra đây là để hóa giải hiểu lầm. Sau đó lão cung cấp địa chỉ của thủ phạm thực sự cho Tử Long báo thù thay Sunny. Trương Mao Hùng nhìn thì rất trượng nghĩa, nhưng thật ra là một kẻ mưu hèn. Hắn đã biết tất cả mọi chuyện nên muốn mượn đao của tay bắn tỉa để giết Sunny. Tử Long mang địa chỉ của tay bắn tỉa về cho cảnh sát. Phương Tĩnh không nghe anh nói rõ mà lập tức triển khai hành động. Cô dẫn quân đến bao vây nơi ở của tay bắn tỉa. Hắn thấy tình hình không ổn liền chuyển chỗ trốn, nhưng vô tình bị Tử Long thấy được. Anh liều mình chỉ vị trí của hắn cho Phương Tĩnh nên suýt thì bị hắn bắn bể đầu. Tử Long nhanh chóng bỏ chạy, tay bắn tỉa cũng chuyển địa điểm. Hắn vừa đu dây bỏ trốn vừa bắn về phía cảnh sát. Phương Tĩnh ra tay nhắm một phát chuẩn bắn vào tay bắn tỉa, khiến hắn ngã lủng mái tôn. Cô không màng nguy hiểm nhảy vào trong bắt tội phạm, hai tay súng giỏi nhất có những màn đấu súng căng go. Phương Tĩnh áp sát lá cà thì hắn nhảy lên cao bỏ trốn. Bỗng nhiên Tử Long từ đâu xông ra, nhưng anh lại bị tay bắn tỉa khống chế. Hắn dùng anh làm lá chắn đe dọa Phương Tĩnh, ép cô bỏ súng xuống. Nhưng chị đây rất cứng, dứt khoát bắn một phát ăn ngay headshot double kill. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên cô giết người, nên sốc đến nỗi ngồi khóc cả buổi. Tử Long nhìn vậy nhưng rất biết cách an ủi phụ nữ, anh đưa cho cô cây súng để cô nhớ lại mục đích của việc cầm súng chính là bắn nó đúng lúc. Sau vài phát bắn trúng Hồng Tâm, Phương Tĩnh cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Hôm sau Sunny hẹn Tử Long ra sân bóng gặp mặt. Hôm qua hắn không xuất hiện ở nhà tay bắn tỉa là vì hắn đã biết kế hoạch mượn đao giết người của lão đại. Hắn dụ Tử Long phản bội lão đại để đi theo hắn, vì trong tay hắn có bằng chứng buộc tội lão đại. Nghe vậy Tử Long giả vờ đồng ý đến nhà Sunny. Tại đây quả nhiên có chứng cứ phạm tội của Trương Mao Hùng. Theo lời hẹn, hôm sau Tử Long đến nhà Sunny lấy chứng cứ. Thế nhưng khi anh vào trong thì phát hiện ra điểm bất thường. Từ máy nghe lén Phương Tĩnh cũng nhận ra điều không ổn nên lập tức cho quân xông vào. Bên trong nhà không hề có Sunny, chỉ có đoạn phim đàn em của Tử Long khai báo anh là cảnh sát chìm. Sunny chắc cũng vì nhận được đoạn phim này sớm nên mới có thể thoát khỏi cái bẫy của cảnh sát. Thế nhưng ai là người gửi cho hắn? Thì ra kẻ đó là Trương Mao Hùng. Lúc Tử Long cứu ba tên đàn em khỏi đám đại ca Mao, bọn chúng chạy ra ngoài được nhưng bất tỉnh tại chỗ. Lúc đó có một thằng vẫn chưa xỉu nên nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và cảnh sát trưởng. Từ đó biết được thân phận thật của anh. Lúc Trương Mao Hùng đến thăm, hắn đã khai báo toàn bộ sự thật với ông ta. Thế nhưng ông ta không vạch trần Tử Long ngay để tiếp tục lợi dụng anh. Khi mọi chuyện đã đổ bể, Sunny bắt đầu ra tay xử lý từng người liên quan. Terry sợ một ngày sẽ đến lượt mình nên chủ động gọi điện khai báo tội ác của Sunny và Trương Mao Hùng cho cảnh sát, mong cảnh sát sẽ bảo vệ hắn. Có được chứng cứ, Phương Tĩnh xông thẳng vào phòng vệ sinh đòi bắt Trương Mao Hùng. Hắn khoai hàng liền bị cô đá cho họa mi ngừng hót, sau đó là liên hoàn cước nhưng bị hắn tóm được. Cũng may cảnh sát trưởng xông vào kịp thời áp giải hắn đi. Trước khi đi, Trương Mao Hùng gửi lời nhắn đến Tự Long rằng mẹ anh đang gặp nguy hiểm. Quả nhiên lúc này mẹ anh đã rơi vào tay Sunny. Hắn không kính trọng trưởng bối, thẳng tay đục vào mặt bà. Cái danh chị đại Ami cũng chẳng thể khiến hắn nể nang gì nữa. Giờ hắn chỉ muốn trả thù vì bị Tử Long lừa. Lúc này Tử Long đang cấp tốc chạy về nhà. Khi anh về đến nơi, mẹ đang nằm thoi thóp trên mặt đất. Anh lập tức bế mẹ chạy đi bắt xe cấp cứu. Người mẹ được cứu kịp thời, tuy không mất mạng nhưng chưa thể khôi phục ý thức. Cú sốc quá lớn khiến Tử Long chẳng cần danh hiệu cảnh sát nữa, mặc kệ lời khuyên của cảnh sát trưởng và Phương Tĩnh, anh nhất quyết tìm cho ra Sunny để giết hắn. Cùng lúc đó, gã Terry tham tiền nên mạo hiểm ôm tiền của Sunny bỏ trốn. Hắn chưa chạy được bao lâu thì bị xe của Sunny chặn đầu. Anh lôi hắn xuống xe. Đang định ra tay xử lý kẻ phản bội thì Tử Long xông đến, anh điên cuồng đạp ga muốn tông bẹp dí Sunny, nhưng lần nào hắn cũng né được rồi nhảy lên xe bỏ trốn. Tử Long bị kẹt lại trong hầm để xe, bên ngoài, Phương Tĩnh nhảy lên đầu xe buýt, sau đó nhảy xuống đầu xe con của Sunny, hắn đánh lái nghiêng vẹo để cô rơi xuống nhưng không thể. Cô sống chết bám lấy nắp xe, Tử Long cuối cùng cũng đuổi kịp bọn họ. Sunny đâm sầm vào hàng quán vỉa hè, thấy Phương Tĩnh vẫn chưa rơi xuống, hắn liền rút súng bắn lên nắp xe. Cô né đạn suýt thì ngã xuống đường, cô bám vào cửa xe, sau đó mở cửa nhảy vào bên trong vật nhau với Sunny. Tử Long bám theo sát bọn họ, Sunny một tay lái xe, một tay đánh nhau với Phương Tĩnh, lại còn phải va nhau với Tử Long. Sau một hồi vật lộn, hắn ném được Phương Tĩnh ra khỏi ngoài, giờ chỉ còn là cuộc truy đuổi giữa hai người đàn ông. Hai chiếc xe lao vào con đường nguy hiểm, Tử Long ra sức đạp ga đẩy xe của Sunny lao xuống vực, anh rón rén bước ra khỏi chiếc xe sắp rơi. Xe Sunny bốc cháy, tưởng rằng hắn đã ngỏm, nhưng không, hắn đang bám bên dưới bức tường, hắn lao lên đá Tử Long nhưng anh né được.
hai người lại lao vào đánh nhau. Hai cao thủ võ thuật thực lực 19-10, cú đấm của mày 8 lạng thì cú đá của tao 800 gram. Chỉ tội chiếc ô tô sơ hở là dính đòn. Sunny vì từng là đệ tử của Tử Long, vậy nên mọi đòn đánh của anh hắn đều khắc chế được, hắn đánh cho anh không thể ngóc đầu lên. Sunny mắng sư phụ của mình là kẻ thất bại, không bao giờ có thể trở thành cảnh sát, mà những thằng nói nhiều thì hay chết sớm. Tử Long lần nữa bừng lên sức mạnh, đánh cho đệ tử bầm tím mặt mày, cuối cùng cho hắn ăn một đạp gục ngã tại chỗ. Sau tất cả thì ông đạo diễn mới cho cảnh sát đến. Phương Tĩnh đưa còng tay cho Tử Long để anh cảm nhận cảm giác bắt được tội phạm. Nửa năm sau, Tử Long xây được căn nhà ven biển cho mẹ, anh cũng thành công nhận được thẻ cảnh sát đầu tiên của mình. Phương Tĩnh cho anh biết cô sẽ chuyển công tác về Hồng Kông để làm chung với anh, niềm vui bỗng chốc nhân đôi. Tử Long tặng cô sợi dây chuyền bình an của mình, hứa hẹn một tương lai tốt đẹp. Bộ phim đến đây là hết rồi, nếu thấy hay thì hãy cho chúng mình một like và đừng quên nhấn đăng ký kênh để đón xem những siêu phẩm tiếp theo của chúng mình nhé. Hầu Vương Review xin chào và hẹn gặp lại.